từ nay đến Tết 2025 âm lịch, tuổi Quý Hợi 1983, số cực đỏ, giàu cực nhanh, ăn Tết cực to. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, ở đời có câu có đắng cay mới biết ngọt bùi. Vì vậy, khổ thật ra không phải là cái tội. Con người có khổ mới cảm nhận được hạnh phúc, cũng trải qua khổ mà sinh mệnh sẽ cứng cáp hơn, trầm tĩnh hơn, có thể nhìn thấu một vài việc, cũng biết cách nhìn thoáng hơn, học được buông xả, tùy duyên. Trong cuộc sống này, 10 phần thì có đến 8, 9 phần không như ý, phúc họa luân phiên, người sống trên đời nào có khác chi chiếc lá đang trôi giữa bể khổ. Vậy nên khó khăn nghịch cảnh là điều không thể tránh khỏi trong đời. Nếu cầu mong sẽ có một cuộc đời toàn hạnh phúc thì dường như là điều không thể. Nếu đã vậy, ta cũng không nên trốn tránh nữa mà hãy chấp nhận đối mặt bằng khí khái của một con người. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên trên. Nếu nhìn vào đường chỉ trong lòng bàn tay, khi bạn nắm lại sẽ thấy có 3 phần nằm ngoài và gần 7 phần là nằm trong lòng bàn tay của bạn. Tuy rằng chúng ta không thể quyết định điều gì sẽ đến, nhưng chúng ta có thể quyết định tâm thái của mình như thế nào khi đối mặt với chúng. Chính vì vậy, nếu biết trước được vận trình số mệnh của mình trong thời gian tới sẽ ra sao thì ta có thể điều chỉnh hành vi cũng như những quyết định của bản mệnh trong thời khắc quan trọng. Đó chính là lý do mà chúng tôi thực hiện chương trình luận giải tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh KB Tử Vi. Và tiếp tục trong chuỗi luận giải, ngày hôm nay KB Tử Vi sẽ cùng quý vị luận giải về tử vi của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Vậy cụ thể trong thời gian này, các gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ gặp những hung tinh, cát tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý? Và cách hóa giải ra sao? Mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi. 1. Tổng quan cuộc đời tuổi Quý Hợi 1983, từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Các cát tinh xuất hiện, thời gian này, Quý Hợi là lời khẳng định rằng bản mệnh đang đi đúng hướng trên con đường kiếm tiền làm giàu của mình. Cát tinh này giúp bạn nhanh trí nhận ra xu hướng nào phù hợp với tình hình hiện tại, giành được lợi thế dẫn đầu. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công. Bản mệnh càng sởi lời thì trời càng cho, tiền bạc cứ hết lại có. Chẳng phải đau đầu vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Tài chính dư giả cũng giúp các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Nhờ vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai, thêm tự tin để theo đuổi đam mê. Về phương diện tình cảm có nhiều tin vui. Gia đạo êm ấm, tình cảm vợ chồng vẫn bền chặt. Chỉ cần đôi bên luôn thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau thì nhà cửa luôn hòa thuận, trong ấm ngoài êm. Sức khỏe của nam mạng Quý Hợi không có gì đáng ngại. Chỉ cần bản mệnh chú ý rèn luyện thể dục thể thao, sinh hoạt khoa học để cải thiện sức đề kháng thì bệnh tật ắt tránh xa. Còn nữ mạng cần chú ý hơn về sức khỏe của mình trong tháng này, sẽ dễ bị tai nạn hình thương. Vận trình sự nghiệp của Quý Hợi tuy chưa có nhiều đột phá nhưng vẫn có khởi sắc nhất định. Tuổi này chỉ cần biết cách đối nhân xử thế khéo léo, chăm chỉ và làm việc nghiêm túc thì không lo không có quý nhân giúp đỡ. Thời gian này bản mệnh có thể gặp thách thức nhưng cũng không quá rắc rối. Quý Hợi cần phải phấn đấu thật nhiều mới mong có được tương lai tươi sáng trong sự nghiệp sớm. Tài chính tiền bạc của tuổi này vẫn khá ổn định, có thu có chi. Nhìn chung nếu sự nghiệp phát triển tốt thì lương lậu cũng có nhiều khởi sắc. Làm ăn kinh doanh trong năm có thể thu lợi từ các dự án đầu tư bền vững và có tính an toàn cao. Nếu muốn mở rộng quy mô sẽ cần tính toán cẩn thận và luôn giữ tỉnh táo, tránh vì sơ suất nhất thời mà tiền của đổ sông đổ biển. Quý Hợi dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc khi tiến hành những nhóm nhiệm vụ mới. Bạn sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc, thay vì đắm mình trong chuỗi cảm xúc bất tận khiến bản thân dễ lạc hướng như trước đây thì nay bạn tỉnh táo hơn. Đây cũng là thời điểm bạn được truyền cảm hứng bởi những nhân vật sáng tạo và có tầm nhìn sâu sắc. Họ sẽ thúc đẩy, đem đến cho tuổi Quý Hợi một tầm nhìn rõ rệt về bức tranh toàn cảnh trong tháng này. Bạn khó tìm được hướng đi mới để giải quyết khó khăn, khiến mọi việc dường như mãi dậm chân tại chỗ. Thậm chí có một vài người rơi vào cảnh sự nghiệp bấp bênh, đánh mất định hướng, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Nếu có ý định bỏ cuộc lúc này thì mọi công lao bạn bỏ ra từ trước đến nay sẽ trở nên uổng phí. Nếu lúc này bạn vẫn thiếu sự chủ động,
không có sự linh hoạt và quyết đoán thì mọi chuyện sẽ còn gay go hơn nữa. 2. Vận trình cụ thể trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Người mệnh này có thể phải chịu sức ép hay sự cạnh tranh lớn trong môi trường làm việc, nhưng chính điều này lại tạo ra môi trường để những ai giỏi có cơ hội tỏa sáng. Thiên ấn trợ lực cho công việc của người tuổi Quý Hợi trở nên hanh thông, suôn sẻ. Đây là khoảng thời gian vui vẻ, hào hứng, nhất là những ai làm việc liên quan đến sáng tạo thì càng có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Năng lực của bạn là nguồn cảm hứng cho người khác, họ tìm đến bạn để có được sự giúp đỡ. Danh tiếng của bạn tăng lên, bạn thậm chí có thể được thăng chức, tăng lương. Các mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên gắn kết hơn và bạn có thể đặt niềm tin vào một vài người đồng hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó ảnh hưởng của tương phá khiến những người chăm chỉ, nhiệt tình như bạn cũng bắt đầu có cảm giác kiệt sức, cần cân đối lại thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của bản mệnh khá cân đối. Việc mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết cũng như mừng tuổi đã ngốn của bạn một khoản kha khá. Nhìn chung, tháng này chi phí nhiều hơn là nguồn thu, nhưng một khi đó là việc nằm trong kế hoạch thì không có gì phải lo lắng cả. Với những con giáp tuổi Quý Hợi đang khởi nghiệp, khi mà mọi thứ đang ở hình thức khởi động nghĩa là bạn đang tốn kha khá tiền để đầu tư. Hãy luôn có kế hoạch hỗ trợ khi cần, không nên chủ quan. Những ai đang có kế hoạch làm giàu nhanh chóng hãy cẩn thận. Ngoài việc tính toán số tiền có thể sinh sôi thì bạn nên cân nhắc xem việc mình làm có gây ra tác hại nào tới xã hội hay không nhé. Nếu bạn đang cân nhắc về các khoản tiền dùng để đầu tư thì cần có con số chính xác. Đừng thực hiện mọi thứ một cách cảm tính quá sẽ không mang lại kết quả nào. Phương diện tình duyên. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Quý Hợi trở nên thuận lợi hơn. Hai người có thể cùng ngồi lại trò chuyện với nhau, nhờ đó mà có được những kế hoạch phù hợp cho tương lai. Ngoài ra, đã đến lúc cần lắng nghe nửa kia chia sẻ về kế hoạch xem bạn có thể hỗ trợ được việc gì giúp người ấy đi đúng hướng. Với những người còn đang độc thân, bạn có thể gặp nhân vật mới mẻ nào đó khiến bản thân cảm thấy bối rối. Có thể bạn có chút tình cảm với người ta nhưng đừng quá ngộ nhận, hãy từ tốn, cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Bạn cũng nên dành thời gian cho người thân trong gia đình. Nếu bạn từng làm tổn thương ai đó thì đây là lúc xoa dịu họ bằng những lời xin lỗi chân thành. Phương diện sức khỏe. Người tuổi Quý Hợi nên lưu tâm đến sức khỏe trong tháng này. Đừng sống quá thụ động, ai cũng muốn lười nhưng việc đó ảnh hưởng tới sức khỏe thì hoàn toàn là điều không nên. Hãy đi bộ, đạp xe, tới phòng gym để tăng cường thể chất. Thời gian này, bạn dễ bất cẩn, gây nguy hiểm khi lái xe, tham gia giao thông. Có người có thể trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ bệnh tật, giúp sức khỏe tốt hơn. Khi thời tiết lạnh nhiệt độ thấp rất dễ gây nên những cơn chuột rút ở chân. Để phòng tránh hiện tượng này, cần tăng cường các thực phẩm giàu canxi. Có thể bổ sung nguồn canxi trong các thực phẩm như sữa và chế phẩm từ sữa, trong các loại ngũ cốc và các loại hạt, rau xanh như rau muống, củ cải đường, và trong các loại thịt, hải sản như cá, tôm, cua. Quý vị thân mến! Trên đây là phần luận giải tử vi tuổi Quý Hợi trong khoảng thời gian từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.